Hi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì hôm nay thì hơi buồn tại vì mình bán cái chiếc xe của mình thì rất là lỗ luôn á, bán chiếc rất là lỗ luôn. Đây quay cho anh em xem. Đó là chiếc Kia Cup 2 cửa thể thao nhập khẩu nguyên chiếc. Của Kia nhập khẩu nguyên chiếc nha anh em. Đó thì xe hiện đại là lên rất là nhiều đồ chơi, xe rất là đẹp, quay vòng cho anh em xem trước. Đó. Quay vòng cho anh em xem. Biển số Sài Gòn nha. 79 đuôi luôn, rất làm ăn rất là ok luôn. Mình mua xe này đó, biển số 79, nhiều người rất là thích. Đó, quay cho anh em xem. Thì đương nhiên là xe đi bao nhiêu năm rồi. Con này sản xuất năm 2010. Đó thì đương nhiên nó phải chạy suốt, nhưng mà những chạy thì không, con xe này rất là ít luôn. Tại vì mình đã tút lại á, có nghĩa là mình đã dặm sơn lại thì đương nhiên xe đi là phải chạy rồi. Mấy thanh niên mà nói xe đi 7-8 năm mà không chạy á là người ta dặm tút lại anh em. Nói chung là xe này rất là đẹp nha, quay cho anh em xem. Ở đây mình có lên xenon nè, LED đẹp lắm, đó LED phía đầu đèn nè, đó anh em thấy chưa. Rồi để vô mình nổ máy xe nha. Hai chìa khóa zin đầy đủ luôn đó, mở lên nè, đó mở lên xe lên là đèn sáng nè. Rồi quay cho anh em xem nè, mở cửa trong luôn, thi mở cửa bên kia luôn. Vô đây quay cho anh em xem. Đó, gương chỉnh điện luôn nha anh em. Đó, gương chỉnh điện nè. Đó, gương chỉnh điện thấy chưa. Đó, rồi đây đề máy lên cho anh em xem. Có bộ on off luôn, hai cửa. Nào, thì vô đây dặm ga đi. Em vô dặm ga cho anh em coi. Ví dụ mình mở on nè. Em coi ở số mo chưa nha. Anh em mở nè, mở on nè. Đó là bố lên nè, dặm ga. Đó. Đó, thấy chưa. Rồi ốp nè. Rồi tắt tiếng. Đó, lên bố anh ốp cho anh em luôn rồi đó. Rồi hết tiếng rồi, đừng dặm nữa. Rồi đuôi cá này nọ nè. Rồi cho anh em coi nội thất nè. Cửa sổ trời luôn nha anh em này, cửa sổ trời nè. Hai cửa nè, ghế rất là đẹp. Quay cho anh em nội thất, màn hình cảm ứng luôn nha. Màn hình cảm ứng, camera lùi, ô đo chuẩn nè. 10.500.000, 100 mới thay nhớt luôn nha anh em. Cứ yên tâm là mình mới thay nhớt luôn á. Loại tốt nhất, loại 10.000 cây mới thay một lần. Mấy cái này mấy nút là mình dán lại cho đỡ chày nè, dán lại cho nó mới nè. Còn cái vô lăng này á là mình đặt ở bên bên hàng về luôn á, đặt bên hàng về chờ một tháng mới có cái bọc vô lăng này. Đó, lại cái logo nữa. Máy lạnh rất là tốt. Nói chung anh em qua test đây là biết là xe rất là đẹp. Trần là mình lót trần 5D 6D luôn á. Đây là trần mới luôn nè. Nè anh em mà quay nè, thấy không? Trần rất là đẹp luôn. Rồi quay cho anh em coi cái cốp. Mở cốp cho anh em nghe coi cốp. Cốp rất là rộng. Mở cốp cho anh em coi. Cốp rộng. Mình lót rất là kỹ. Mình lót 2-3 lớp luôn, sợ nó dơ ở dưới á. Đó, lót 2-3 lớp cốp luôn đó. Lại góp lại. Đèn là hệ thống điện là đèn led hết nha anh em, đèn led hết. À, quay bên đây cho anh em xem, bên đây nè, nội thất bên đây nè. Những cái này là mình lót carbon hết nè, toàn bộ mới hết, không bao giờ để cho cũ đâu. Đó. Giá bất ngờ luôn, giá để cho anh em chơi á chỉ có 385 triệu thôi. Để luôn đồ chơi cho anh em luôn, không có xe nào mà rẻ được vậy đâu. Nè, khoang ghế sau, ví dụ hai cửa mà anh em có người đi thì anh em bật cái này lên, đó. Là vô được. Thấy không? Trong là chống nắng này nọ, mới lắm, nội thất mới tinh nè. Đó, nói chung mọi thứ mới ken luôn á. Nói chung là xe chạy rất là ok. Và không bao giờ mà mình không biết bao giờ mình mới mua được một chiếc xe đẹp như vậy nữa. Bán này rất là tiếc. Bán này thì mình đi bán tải thôi. Bán này đi bán tải đỡ thôi. Thời gian sau chắc mình kiếm con khác. Nhưng mà bây giờ đang khó khăn á anh em. Tại vì dịch á, tâm sự với anh em luôn là dịch. Thì những cái mảng khác, các cái mảng mô tô gây của mình là thì nó vẫn bình thường. Nhưng mà những cái mảng thuê nhà rồi á thì mình bị lỗ. Tại dịch không ai thuê hết anh em. Đó, tắt máy nha, tắt máy nha. Đề nè anh em nè, quay bên đây nè. Đề startup rất là nhạy luôn. Xe bình mới, bảo trì thước lái là thay mới hết. Đợt là mình còn quá đơn luôn, quá đơn gần 40 triệu anh em nè. Đề nè, đề cho anh em nè. Thấy không, lên luôn, đề một phát một thôi là lên. Đó, nút ưu tiên nè. Nhìn là nó
nội thất là mới rồi, anh em không còn coi gì. Gương là gương có camera hành trình nè, camera hành trình, camera lùi nè, gương chống chói nè, đó, mọi thứ rất xịn sò. Con này âm thanh cực đã luôn, anh em qua tận nơi test là cho anh em thấy là nó đã cỡ nào, chạy cực mạnh luôn. Máy 2.0 nha anh em, khoang máy là từ tới giờ mình chưa rửa nè, mở khoang máy cho anh em coi. Để anh mở đèn cho anh em coi nữa. Em mở khoang máy rồi anh mở đèn cho anh em coi. Rồi anh mở khoang máy anh em xem. Đó, khoang máy á, mới tin luôn, bảo trì bảo dưỡng hết toàn bộ rồi. Bảo trì bảo dưỡng hết toàn bộ rồi. Rồi. Rồi em quay xa xa ra anh mở đèn cho anh em coi nè. Ok chưa? Đó, đèn đó anh em. Đẹp chưa? Đó, đẹp luôn. Không có chiếc nào mà ngon như chiếc này đâu. Xe này siêu bền luôn. Xăng tiêu hao nhiên liệu của nó 8 lít cho 100 cây anh em. 8 lít cho 100 cây. Chạy máy xăng nha anh em. Không còn gì để nói. Nói chung là anh em qua, anh em test xe rồi anh em mới biết được nó ngon cỡ nào. Anh em qua test xe đi. Đó, chìa khóa anh ốp, chìa khóa zin còn luôn mà là anh em hiểu rồi. Còn hai chìa đầy đủ luôn nè ha. Mình bọc carbon hết lại cho đẹp. Đó, quay cho anh em xem. Rồi, quay vòng cho anh em xem là rất là đẹp luôn, nhìn rất là sang luôn. Anh em đi làm, đi chơi thì cũng sang hết. Quay vòng cho anh em xem. Em bật cái xi nhan. Nè, bật ưu tiên xi nhan rồi cho anh em nè. Mọi thứ từ camera lùi hay là cái gì đều là LED hết nha anh em. Đó, đèn nè, quay đèn xi nhan cho anh em xem. Đó, mọi thứ nhìn nó rất là hầm hố luôn á anh em à. Nói chung mấy chiếc này mình cũng tiếc lắm, nhưng mà vì lý do công việc thôi, mình muốn bỏ tiền qua thêm cho cái mảng này cho mấy đứa em nó làm mô tô á mà. Nó nhìn đẹp mới đúng không? Rồi. Chỉ có 385 triệu thôi, con xe đẹp mà có con xe đen này, bản này rất là hiếm, bản này là xe màu mè rất là nhiều nhưng mà bản màu đen rất là hiếm. Rồi đóng lại em. Anh em coi như đó được rồi, anh em phải test xe luôn. Cho anh em bao test luôn á anh em. Xe của mình mà cho anh em bao test thoải mái luôn á. Test 299. Đó, rồi, nè màn hình camera nè, camera cảm ứng nè. Thấy chưa? Nè. Đó, cảm ứng nè, em thấy chưa? Cảm ứng máy lạnh nè, lạnh ghê tá luôn. Mình là xe lúc nào cũng sạch sẽ hết nè, đóng cửa trời lại nè. Đó. Đó, đóng lại nè. Rồi, tắt máy nè. Đó. Em thấy không? Rất là ok. Anh em mà thiện chí á thì mình sẽ tặng thêm mấy cái bộ nước hoa. Mình mua là 2 triệu mấy á, mình tặng một bộ nước hoa. Anh em nào mà có thiện chí, mình tặng luôn cái bộ nước hoa đó luôn cho anh em xài là xe luôn thơm luôn, luôn thơm mát luôn. Đó. Đóng cửa lại cho anh em mà. Thấy chưa? Xe quá tuyệt vời luôn rồi. Xe đẹp rồi, giá rẻ nữa. Đó. Rồi ok nha. Vậy nha anh em, ở đây mình dán chống chày hết toàn bộ luôn ha. Anh em có nhìn không? Dán chống chày nè. Đó. Dạ. Dạ. Dạ rồi, dán chống chày hết nè. Đó. Rồi cảm ơn anh em nha. Nhớ like subscribe cho kênh.